Lạy mẹ Maria, khi dư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2023 và cũng là chương trình lần thứ 1130 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: lời nguyện cảm nghiệm của anh Nguyễn Thụ về cuộc đời của tôi, bài viết hạnh ngộ, bài viết giờ của mẹ, nội tâm đẹp, lời vàng ngọc của Thánh Gioan Kim Khẩu và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị theo dõi. Lời cầu nguyện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị dâng Đức Mẹ Guadalupe, lạy Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa Thật và là mẹ của giáo hội. Từ nơi đây, mẹ đã biểu lộ lòng thương xót và trắc ẩn của mẹ dành cho những ai nài van sự chở che của mẹ. Xin mẹ hãy lắng nghe lời cầu xin mà chúng con đang phó dâng lên mẹ với trọn niềm tin của người con thảo và dâng nó lên trước Đức Giêsu con mẹ, đấng cứu độ duy nhất của chúng con. Lạy mẹ nhân lành, mẹ là bậc thầy của những của lễ hy sinh âm thầm và sâu kín. Trong ngày hôm nay, chúng con xin dâng trọn vẹn con người và tình yêu của chúng con lên trước nhan thánh mẹ, đấng hay nhìn đến những tội nhân chúng con. Chúng con cũng xin dâng mẹ cuộc sống, công việc, niềm vui, yếu đuối và nỗi buồn của chúng con. Xin mẹ ban sự bình an, sự công chính và sự phồn thịnh cho dân tộc chúng con, vì chúng con phó thác nơi sự chăm sóc của mẹ tất cả những gì chúng con có và những gì chúng con là. Lạy Đức Bà và là mẹ chúng con ước mong thuộc về mẹ trọn vẹn và bước đi cùng với mẹ trên con đường trung tín hoàn toàn với Đức Giêsu Kitô trong giáo hội của người. Xin mẹ hãy luôn gìn giữ chúng con trong bàn tay yêu thương của mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ Guadalupe, mẹ của vùng châu Mỹ, chúng con nguyện cầu cùng mẹ cho các giám mục, xin cho họ có thể dẫn dắt các tín hữu trên những nẻo đường đời sống Kitô hữu nhiệt thành của tình yêu và việc phục vụ Chúa, cũng như các linh hồn một cách khiêm nhu. Xin hãy nhìn đến đồng lúa mênh mông và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, để người tuôn đổ lòng khao khát sự thánh thiệt trên toàn thể dân Chúa và ban nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ vững mạnh trong đức tin và nhiệt thành phân phát những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Xin ban cho các gia đình có cuộc sống yêu thương và tôn trọng nhau ngay từ lúc khởi đầu, với cùng một tình yêu như khi mẹ đón nhận vào lòng mình sự sống của con Thiên Chúa. Lạy rất Thánh Trinh Nữ Maria, mẹ tình yêu tinh khiết, xin che chở gia đình chúng con, để các gia đình luôn hiệp nhất với nhau, và xin mẹ hãy chúc lành cho việc giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Lạy mẹ là niềm hy vọng của chúng con, xin thương nhìn đến chúng con, chỉ dạy cho chúng con biết luôn đến với Chúa Giêsu, và nếu chúng con sa ngã, xin giúp chúng con đứng dậy để quay về với người qua việc xưng thú các nét xấu và tội lỗi nơi bí tích hòa giải, là bí tích trao ban bình an cho tâm hồn. Chúng con này xin mẹ ban cho chúng con một tình yêu lớn lao dành cho tất cả các bí tích thánh, là những dấu chỉ mà con mẹ đã để lại cho chúng con, là những người đang còn dưới thế, để nhờ đó lạy mẹ cực thánh với sự bình an của Thiên Chúa
trong lương tâm, với con tim tự do khỏi mọi sự xấu và ghen ghét, chúng con có thể mang đến cho mọi người niềm vui và bình an đích thực đến từ con của mẹ, Đức Chúa Giêsu Kitô của chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện cảm nghiệm của đời tôi. Đây là cảm nghiệm rất đánh động của anh Nguyễn Thụ, Texas. Từ khi được Chúa chữa lành bệnh stroke, anh Thụ đã dâng mình để phục vụ Chúa trong một môi trường truyền thông. Anh Thụ tạo ra một đường dây hiệp thông và gửi các bài vở cho nhiều người cũng đang làm một vụ truyền thông trên thế giới. Cảm tạ Chúa chữa lành hoàn toàn cho anh Thụ. Vợ anh là chị Mai thì đánh đàn piano phụng sự Chúa trong các thánh lễ của giáo xứ. Sau 17 năm bị trốt, ngày 24 tháng 12 năm 2004, tôi được Chúa chữa lành toàn thân. 17 năm về trước, vào tối ngày Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2004 tại Northern Virginia, tôi bị stroke vào nhà thương cấp cứu ICU Hospital. Hôm đó, tôi đi công tác ở Vancouver, Canada và Seattle, Washington. Về đến Washington DC, trời xuống 36 độ lạnh. Lúc tôi đi, trời ấm như mùa xuân, lúc về buốt lạnh mùa đông. Từ terminal, xe bus đưa tôi ra parking lot. Không ngờ xe bus đưa tôi ra lộn parking lot, 1 tiếng rưỡi lội bộ đi tìm xe dưới nhiệt độ 36 trừ độ âm. Nhưng tôi không có áo lạnh. Kết quả tôi bị stroke sau 1 đến 2 tiếng với cái stroke bất ngờ đó. Một cái stroke rất là nặng, tưởng chết. Nhưng Chúa và Đức Mẹ đã cứu tôi và cho tôi sống lại một cuộc sống gần gũi với Chúa và Đức Mẹ hơn, và được làm nhân chứng cho Chúa. Biến cố đó, gia đình và người thân và bạn bè đến thăm và care cho tôi rất nhiều. Bố mẹ và một số người thân, 26 người, đã hủy bỏ chuyến đi đến Indonesia, Malaysia, Thái Lan để chăm sóc cho tôi. Một ngày rưỡi sau là biến cố tsunami làm đến 330.000 người đã bỏ mạng ở vùng Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Nhưng gia đình tôi đã được Chúa và Đức Mẹ cứu tôi. Từ dạo đó, tôi chiêm sống gần gũi Chúa và Đức Mẹ. Tạ ơn Thiên Chúa đã cứu tôi và gia đình tôi. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cứu tôi và gia đình tôi. Tôi bị câm, không nói được vài tháng. Nhưng rồi trong một buổi sáng, vợ tôi là Mai đã cùng tôi cầu nguyện để xin sáng danh Chúa, xin Chúa cho tôi được nói lời ca ngợi Chúa. Và Chúa đã nhậm lời, cho tôi lần đầu tiên bật lại tiếng kinh, lạy cha và kinh kính mừng. Và tôi đã ca ngợi Chúa và Đức Mẹ đọc hết chuỗi Mân Côi trong suốt buổi sáng đó. Và mỗi ngày từ đó về sau, 40 ngày nằm nhà thương như là mầu nhiệm được vào sa mạc 40 ngày với Chúa. 3 tháng sau, khi bị stroke, tôi đã lập ra một đường dây để thông đạt với các cha, các sơ, các thầy, các bác và các anh chị thân mến. Bây giờ gần 17 năm rồi, chị Ngọc Nga, chị Kim Hà, chị Kim Nga, anh Rose Phục, anh Cao Tính Tĩnh và các cha sáng lập và anh chị em là 11 năm có cô Thu, anh Can, vân vân. Xin các đức giám mục, các cha thầy, các sơ, các bác và bố mẹ, gia đình, người thân và tất cả mọi người cho chúng con, tôi được cảm ơn. Nhằm ngày kỷ niệm 17 năm tôi bị stroke, tận đáy lòng chúng tôi, một tình yêu mà Thiên Chúa cho kết hiệp. Xin chúc các đức giám mục, các cha, các thầy, các sơ, các bác và anh chị đầy hồng ân Chúa cứu thế và tiếp tục hành trình sống với Chúa. Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời này, đó là yêu thương và được yêu thương. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Hạnh Ngộ. Tôi đứng hơi khuất và giữ một khoảng cách khá vừa đủ để ngắm nhìn người bạn cũ của mình.
vừa được thụ phong linh mục. Anh được thụ phong linh mục vào ngày hôm qua. Nhìn anh đang đứng nói chuyện với các giáo dân và đặt tay lên các em bé và cha mẹ của chúng để chúc lành cho họ, tự nhiên tôi thấy trong lòng rộn rã một niềm vui và cảm thấy hạnh phúc lắm. Hôm nay tôi đến tham dự thánh lễ tạ ơn đầu tiên, còn được gọi là lễ mở tay của tân linh mục Don Presley, một người bạn học cũ rất thân của tôi từ thời sinh viên. Trải qua bao nhiêu sóng gió đau khổ và trầy trật lắm nên Don mới đạt được ước nguyện trở thành linh mục khi tuổi đã ngoài 50. Ngày ấy Don là một sinh viên người Mỹ duy nhất đều đặn đến tham dự các thánh lễ bằng tiếng Việt cùng với các sinh viên Việt Nam chúng tôi vào những buổi chiều thứ sáu mỗi tuần sau giờ học. Dù nghe tiếng Việt như việc nghe sấm và chẳng hiểu gì, nhưng Don rất sốt sắng. Chàng hay vào nhà nguyện sớm hơn giờ lễ và quỳ gối trước mình Thánh Chúa và cầu nguyện rất lâu. Thỉnh thoảng chàng cũng giúp lễ cho các cha Việt Nam. Có một lần tôi hỏi Don, tham dự thánh lễ không phải là ngôn ngữ của mình thì làm sao mà bạn hiểu được? Don cười rồi bảo, để cảm nhận được tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa, ta chỉ cần yêu mến Ngài tha thiết, tin tưởng và phó thác, thế là đủ. Với Don, đức mến là cao trọng nhất, không có đức mến thì không có tình yêu. Hai chúng tôi thân nhau lắm. Hồi đó Don hay rủ tôi theo chàng xuống downtown Boston để phát bánh mì và nước uống cho người vô gia cư. Lúc đầu tôi cũng ngại lắm, nhưng nhờ sự động viên của Don, tôi dần dần mạnh mẽ hơn. Một số bạn bè khi biết Don hay làm chuyện này thì họ rủ nhau ủng hộ Don. Người thì góp tiền, người góp sức để mỗi sáng thứ bảy chúng tôi lại hẹn nhau ở trạm Subway và cùng xuống phố đi phát thức ăn cho người vô gia cư. Công việc ấy đều đạt cho tới khi chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Sau khi ra trường, những ai quen biết Don thì đều rất yêu quý chàng bởi tính chàng rất khiêm tốn, nói năng nhẹ nhàng và hay thích giúp đỡ người khác. Có một vài lần chúng tôi theo Don tới nhà của những người già sống một mình ở vùng Fields Corner hoặc Rosebery để phụ giúp họ làm việc nhà hoặc nấu ăn hoặc đi chợ cho họ. Điều làm cho tôi có ấn tượng rất tốt về Don là dù anh học rất giỏi và xuất thân từ một gia đình rất danh giá và giàu có nhất trong vùng Milton, nhưng thái độ sống và cách Don chọn lựa hướng đi riêng cho cuộc đời mình rất là khác người, khiến cho tôi ngưỡng mộ và càng yêu quý Don hơn nữa. Chính tâm hồn đơn sơ, đôn hậu và thánh thiện của chàng đã khiến cho Thiên Chúa để mắt đến và đã ngỏ lời. Don nhận ra tiếng gọi ấy và chàng vội vàng đáp trả, nhưng mọi trắc trở bắt đầu từ đây. Ngay khi Don nói ý định này với cha mẹ thì chàng nhận được phản ứng rất gay gắt từ ông bố, trong khi mẹ của chàng hết sức vui mừng và sẵn sàng hỗ trợ, nhưng cha của chàng thì ra sức ngăn cản. Ông tìm đủ mọi cách để cho Don phải từ bỏ ý định đi tu, thậm chí có lúc ông đã tuyệt thực vài ngày để gây áp lực cho Don, đến nỗi ông phải nhập viện. Nhiều bậc cha mẹ khi nghe con cái mình có ý muốn trở thành linh mục, sống đời tận hiến thì rất vui mừng, nở mày nở mặt với bà con họ hàng chòm xóm lắm. Nhưng hoàn cảnh của Don thì hoàn toàn ngược lại. Chàng không hề nhận được sự ủng hộ của người cha. Việc Don muốn trở thành linh mục là điều mà người cha không thể chấp nhận được. Sự căng thẳng giữa hai cha con ngày một tệ đi và kéo dài rất nhiều năm. Don đã từng có những giây phút phân vân, hoang mang và lo sợ. Nếu lựa chọn sai sẽ hối hận cả một đời. Quãng thời gian ấy đối với Don là những đêm dài mịt mùng và khủng khiếp. Đã bao lần chàng phải nuốt nước mắt vào trong, chịu đựng sự lạnh lùng của bố và sự im lặng đáng sợ của Thiên Chúa. Dù vậy, Don vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Chàng vẫn nắm chặt lấy tay Chúa mà không buông, và luôn cầu nguyện xin Thiên Chúa đừng bỏ rơi chàng, xin Ngài thay đổi lòng dạ chai cứng của bố.
Niềm tin và tình yêu mãnh liệt ấy của Don khiến cho Chúa Giêsu cảm động. Còn đang lan man nghĩ ngợi thì cha Don đã nhìn thấy tôi. Cha vội vàng xin lỗi mọi người rồi chạy lấy ôm lấy vai tôi và lắc lắc. Trời ạ, Don tưởng Thu Nhàn không đến. Đến chứ, đến để xin tân linh mục chúc lành chứ. Cha Don cười, nụ cười tươi tắn và rạng rỡ như tia nắng mặt trời. Tôi nhìn thật kỹ người bạn của mình và chợt nhận ra rằng Thiên Chúa đã không lầm khi Ngài gọi đúng tên Don và chọn chàng vào hàng ngũ linh mục. Thật là một điều kỳ diệu khi Thiên Chúa đã điểm mặt và gọi đúng tên ai, thì người ấy phải rất là đặc biệt. Ta đã gọi con bằng chính tên con là của riêng của ta. Isaiah đoạn 43 câu 1. Trời ơi, thật là vui, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây sau hơn 23 năm xa cách, lại sống cùng một thành phố nữa chứ. Đúng là sự sắp đặt kỳ diệu của Thiên Chúa mà. Tôi gật đầu đồng ý điều mà Don vừa nói. Thật đúng là sự lạ lùng. Tôi chỉ vừa mới liên lạc lại với Don cách đây gần 3 tuần, sau khi tình cờ nhìn thấy Don trong một chương trình phỏng vấn rất ngắn về các thầy phó tế sắp được thụ phong linh mục của một đài radio công giáo tại địa phương. Don cảm ơn sự hiện diện của Thu Nhàn. Xin Thiên Chúa luôn yêu thương, nâng đỡ và chúc lành cho bạn của con và gia đình của cô ấy luôn được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Don cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cha đặt bàn tay của cha lên đầu tôi rồi thầm thì dâng lời cầu nguyện. Tôi xúc động lắm. Đây đâu phải là lần đầu mà tôi được một vị linh mục chúc lành, nhưng đây là người bạn thân thương của tôi, lần đầu tiên chúc lành cho tôi với tư cách là một linh mục qua đôi bàn tay đã được Thiên Chúa thánh hiến. Tôi khóc và cha Don cũng khóc. Tôi đến dự lễ mở tay và chúc mừng cho cha Don mà không mang theo một bó hoa đắt tiền, cũng chẳng có cái phong bì theo kiểu người Việt hay quà cáp gì cả. Với tôi, hoa rồi cũng sẽ tàn, quà tặng rồi cũng sẽ cũ. Chỉ có những lời cầu nguyện chân thành sẽ luôn luôn mới, sẽ luôn luôn cần, sẽ luôn luôn là món quà đẹp đẽ nhất dành cho một linh mục. Tôi đến với tâm tình yêu mến và lòng tràn ngập sự biết ơn với Thiên Chúa đã không hề bỏ rơi bạn tôi trong những ngày tháng đen tối nhất. Ơn gọi linh mục là một huyền nhiệm. Thiên chức linh mục thật là cao quý và thiêng liêng biết bao. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng ban cho người được tuyển chọn chức vụ ấy. Và cha Don, người bạn yêu quý của tôi, từ đây sẽ được gọi là cha thiên hạ, sẽ mang nhiều trách nhiệm lớn lao của một vị linh mục, sẽ đồng cam cộng khổ với giáo dân, sẽ phải sống vì người khác chứ không còn cho bản thân nữa. Cha cũng sẽ bước chân thấp, bước cao, leo lên đồi Calvary với Chúa Giêsu. Trên vai sẽ nặng trĩu những thập giá, những nỗi khổ đau của người và của chính mình. Có một câu nói rất hay của Thánh Charles de Foucault mà tôi muốn gửi tặng cho tân linh mục Don Presley. Linh mục là một chiếc hào quang chứa đựng thánh thể. Vai trò của linh mục là tỏ cho người ta thấy Chúa Giêsu. Cầu chúc cho cha Don luôn sống đúng với ơn gọi cao quý Thiên Chúa đã ban tặng cho bạn, và chúc bạn luôn mỉm cười và vui bước trên con đường phục vụ tha nhân. Lưu ý, trước khi trở thành linh mục, cha Don cũng đã từng là một bác sĩ y khoa tại một bệnh viện ở Boston thuộc tiểu bang Massachusetts, theo đúng tinh thần và truyền thống của dòng họ Presley. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết Giờ của mẹ. Không có mặt trời hoa không nở, không có người mẹ thì đến cả nhà thơ và anh hùng tất cả đều không có. Mẹ là hết thảy những gì thiêng liêng cao quý, không ngòi bút nào nói lên hết được. Cầu chúc tất cả mẹ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Chúc các mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Không có mặt trời hoa không nở, không có người mẹ thì đến cả nhà thơ và các anh hùng tất thảy đều chẳng có. Mẹ là hết thảy những gì thiêng liêng cao quý, không ngòi bút nào nói lên hết được. Con yêu mẹ, không có mẹ làm sao có con, không có mẹ không có hạ nóng đông lạnh,
cũng không có xuân ấm, thu vui. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời để trưởng thành và để nếm trải. Mẹ ơi, tiếng gọi mẹ mà từ lúc con mở mắt chào đời đến lúc trưởng thành, con vẫn không hiểu hết ý nghĩa của nó. Mẹ là sự sống, là yêu thương, là ngọt, là bùi, là tình yêu bao la. Có mẹ, con có tất cả những gì thiêng liêng và cao quý nhất. Khi con còn bé thơ, chập chững tập đi, tập nói, thì mẹ chở che cho con, tặng con một tuổi thơ yên bình, ấm áp. Rồi khi con lớn lên, từng bước vào đời, mẹ vẫn luôn ở phía sau, âm thầm dõi theo con, và dẫu con có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó, vì mẹ là nhà, là yêu thương. Có thể mẹ không cho được con điều tốt nhất trên thế giới, nhưng mẹ sẽ cho con điều tốt nhất mà mẹ có. Con nhớ những ngày bé thơ rong ruổi cùng mẹ trên những chặng đường dài. Nhớ chiếc bánh mẹ nhịn ăn phần con ngày mưa bão. Nhớ những đêm đông mẹ thức trắng đêm đan áo len cho con. Con nhớ tất cả và càng kính trọng thương mẹ hơn mẹ kính yêu. Con chưa từng nói một lần rằng con yêu mẹ, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng con luôn biết ơn và coi mẹ là nguồn động lực sống của con. Mẹ là những điều tốt đẹp nhất mà con có được. Chúc mẹ của con luôn vui, luôn khỏe mẹ nhé. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cảm ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt mấy mươi năm qua. Con chúc mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Con yêu mẹ nhiều. Lại một năm nữa chúng con ở xa nhà, nhưng đối với chúng con, mẹ luôn ở trong trái tim. Con chúc mẹ luôn được hạnh phúc, gửi tặng mẹ tình cảm từ trái tim của các anh em con. Mẹ ơi, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Con chúc mẹ yêu của con tất cả những điều tốt đẹp nhất. Nội tâm đẹp, thứ nhất, giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp. Thứ hai, ăn ở hiền hòa thủy chung là nét đẹp. Thứ ba, thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp. Thứ bốn, thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp. Thứ năm, phụng dưỡng cha mẹ già, đó là tâm hồn đẹp. Thứ sáu, thấy người ta lâm nguy sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp. Thứ bảy, không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp. Thứ tám, thấy người ta u tối không hiểu biết mà khai mở trí tuệ cho học hành chữ nghĩa, đó là một trí tuệ đẹp. Thứ chín, lấy khoan dung độ lượng để tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Thứ mười, nhìn thấu thì thấy thương chứ không có ghét. Thứ 11, trong cuộc sống có lúc vui có lúc buồn, có người thương cũng có người ghét, có việc vừa lòng có việc không xứng ý. Tất cả đều có nhân duyên của nó, đừng than trời trách đất hay than thân trách phận. Khi duyên đến hãy đón nhận một cách an nhiên vui vẻ, chấp nhận nỗi khổ niềm đau, rèn luyện ý chí kiên cường, sẵn sàng đối mặt với nghịch cảnh chông gai trong cuộc sống và tìm lại chính mình. Những lời vàng ngọc của Thánh Gioan Kim Khẩu. Thứ nhất, nếu bạn không tìm thấy Chúa Kitô nơi người ăn mày này, thì bạn sẽ không tìm thấy Ngài nơi chén thánh. Thứ hai, tội lỗi là một vết thương, ăn năn là thuốc chữa. Thứ ba, cầu nguyện cho chính mình là bản năng tự nhiên.
cầu nguyện cho người khác là bản năng của ân sủng. Thứ 4, yêu tiền bạc là một điều kinh khủng, nó làm cho con mắt và lỗ tai không còn nghe thấy gì. Khi đó con người tệ như con thú hoang dã. Thứ 5, tình yêu của người chồng và người vợ là sức mạnh gắn bó toàn xã hội. Thứ 6, dù lời của bạn có đúng cách nào, nó sẽ mất tất cả hiệu lực nếu bạn nói khi bạn giận. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị những lời hay ý đẹp. Hãy sống thật. Thứ nhất, không kể có người đang dõi nhìn bạn hay không, có pháp luật truy cứu bạn hay không, hành vi của bạn nếu phù hợp với đạo trời thì mới là đức thật sự. Thứ hai, muôn vật đều tôn trọng đạo và quý trọng đức. Muôn vật nếu không có đạo thì không thể sinh, không có đức thì không thể thành được. Thứ ba, trái đất đang ngày càng ấm lên, đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại quả địa cầu này. Chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời. Thứ bốn, đừng thay đổi mình để lấy được trái tim người khác. Hãy sống thật và bạn sẽ tìm thấy người thích bạn vì chính là mình. Thứ năm, trái đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn không ngừng quay là nhờ người bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện, nhờ bà ngoại tôi kiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông, nhờ người mẹ không giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng không giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh sau để nuôi con mình ăn học, nhờ bà nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà không được dùng. Thứ sáu, để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên, hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lửa nhỏ đang không ngừng sưởi ấm bạn và những người xung quanh. Thứ bảy, nhẫn một lúc gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Đối diện với mất mát to lớn và mâu thuẫn gay gắt, nếu bạn giữ được tâm thái bình hòa, điềm tĩnh, thì có lẽ cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Thứ 8, bình tĩnh bao nhiêu thì cuộc đời bạn sẽ bớt hối tiếc bấy nhiêu, khoan dung bao nhiêu thì ngày tháng của bạn sẽ rộng dài bấy nhiêu. Thứ 9, nhẫn là đạm bạc nên có thể dưỡng thân. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con từ từ qua lời cầu nguyện. Mỗi lần con nhìn thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con sức Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn. Sau mỗi lần gặp gỡ Chúa, ước gì mọi người thấy nét mặt vui tươi của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm, cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Proda Restaurant. Vào mỗi sáng Chủ nhật, trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.